Vâng, chào mừng các bác quay trở lại kênh chuyên âm thanh số chúng em. Trước màn hình ống kính chúng em đây, và cũng hiện diện trên màn hình điện thoại hay TV của các bác, đây là chiếc âm ly. Vâng, dòng âm ly đời mới thế hệ cao này, Yagosu Yang KMS606 Gold Classic. Với cái chiếc âm ly này là hàng chính hãng của Hàn Quốc thì cũng không cần phải nói nhiều làm cái gì các bác ạ. Ăn và thưởng thức chúng ta quá là lâu rồi, quá là lâu năm, lâu đời về cái chất lượng của sản phẩm rồi. Mới đây nó có một chút gọi là trầm lắng xuống, bởi vì nó bị ảnh hưởng quá nhiều về những cái hàng nhái, hàng kém chất lượng. Và theo cái thị hiếu karaoke chuyên nghiệp thì người ta thường đưa vào sử dụng đẩy nhiều, cho nên nó bị trầm lắng xuống một chút. Nhưng mà bắt kịp cái xu thế đấy thì hãng người ta đã bắt đầu cho ra những, vẫn mang những cái tính chất âm ly, nhưng mà nó nằm trong đấy là những cái công suất cực kỳ khủng luôn, đem lại được những âm sắc tốt, công suất khỏe. Như con này thì nó đáp ứng đầy đủ. Còn nói về âm ly thì cũng không phải nói nhiều làm gì các bác. Những các bác nào đã chơi âm thanh thì quá nắm rõ về cái kiến thức về nó rồi. Em đang quay trước quay sau cho các bác xem hàng chính hãng nó có những cái gì, những cái đặc điểm gì chúng ta nhận dạng. Đây, em xin dừng lại ở mặt sau một chút nhé. Chúng ta nhìn thấy đây là một số cái thông số của Komi này, cũng như của nhà sản xuất đã ghi này. Điện 220V này, model là KMS606 Gold Classic này, tên là âm ly.
Các bác khi mà muốn check cái sản phẩm mà cào của cái tem này, các bác download cái ứng dụng này về, các bác check. Nó cho phép chúng ta check thử 4 lần. Khi lần thứ 4 bắt đầu hãng người ta bắt đầu mới kích hoạt ngày giờ bảo hành. Nếu các bác nếu mà cảm thấy không tin tưởng, không yên tâm về sản phẩm, các bác có thể check thử được 3 lần. Còn mặt trước có con này. Và em đang ghép nối và em chơi trên một cái nhạc nền không lời nhẹ nhẹ nhé, để cho các bác nghe được tất những cái âm sắc nó đưa ra. Em không muốn chơi những cái dòng nhạc vũ trường hay DJ bạo lực gì. Mình muốn nghe cái nhạc tinh tế một chút thì em mở cái nhạc này. Nhưng mà các bác em tăng volume, tiếp tục tăng volume lên nhé, để các bác cùng thẩm định với em. Em đang ghép với một đôi loa full của em, một bass 30 và một kèn họng lớn, công suất 500W một chiếc, đánh ngọt lịm. Với cái công suất của con âm ly này thì các bác có thể chơi được hai đôi loa như thế này. Bài nhạc bốc bốc này. Yêu à? Được cũng được. Đây này, em đang chơi với cái chế độ lấy nhạc từ trên TV nhá. Còn nếu các bác nào mà chơi muốn chơi dạng nghe Bluetooth ấy, thì ấn vào đây. Đấy, chúng ta chuyển sang chế độ khi cái đèn ở dưới cái biểu tượng Bluetooth nó báo đỏ này, thì chúng ta bắt đầu dò tín hiệu bằng cái điện thoại để kết nối. Hiện tại là chưa có thiết bị nào ghép nối thì nó vẫn còn cái bóng đỏ này. Khi mà ghép nối thành công nó sẽ lên bóng xanh như thế này. Bây giờ em lại chuyển sang kênh. Nếu kênh A thì chúng ta chỉ đánh riêng biệt được một là kênh 3, kênh 4, hai là kênh 1, kênh 2 thôi. Còn nhưng mà chuyển vào B thì chúng ta sẽ đánh được tất 4 kênh. Có nghĩa là lên đầy đủ 4 cầu thì chúng ta đánh 4 loa. Loa full thôi nhá, mà cái tiếng trống nó đưa ra kinh khủng khiếp, gần như là kiểu mình đang có trầm hỗ trợ các bạn. Vâng, vậy là cũng đủ để chúng ta nghe được rồi, thấy được rồi, thẩm định được chất lượng rồi. Và nếu như bác nào mà kinh tế khá ổn mà có nhu cầu chơi những cái dòng cao cấp như thế này, mà ta không muốn dùng đẩy, dùng vang, mà ta muốn dùng một chút gì đó nó mang một cái tinh tế hơi hướng cổ điển một chút như là âm ly, mà lại muốn những cái thương hiệu nó được nhiều người biết đến, nó có tên tuổi trên thế giới, thị trường lâu năm nay này,
Thì con dòng Jaguar Thu Răng này, tất cả các model nhé, 203, 506, 1602, 1604 hay là kể cả con KMS 606 Gold Classic này nữa, thì bên chúng em đang được nhận phân phối và bán ra với cái giá cực kỳ yêu thương. Các bác nào nhu cầu thì hãy để lại số điện thoại hoặc đăng ký kênh chúng em sẽ tư vấn thêm cho các bác nhé. Còn em xin phép được dừng video thôi, cũng tầm trưa này anh em cũng đang mệt, thấm mệt và đói vì phục vụ từ sáng giờ khách vừa đến đông. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác ạ.